chào tất cả các bạn. Mời các bạn vào xem livestream nhá. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một nội dung hết sức là hấp dẫn về nội dung ngày hôm nay, đó chính là nghệ thuật thấu hiểu tâm lý khách hàng. Và xem livestream cho khí thế hơn. Minh Thúy chưa vào được đến livestream à? À, vừa nhắc đến xong đã xuất hiện luôn. Thôi đừng có buồn nữa. Hôm nay là ngày đẹp hơn mọi ngày. Đúng rồi, cảm ơn Thảo Mai. Ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ với các bạn về cái chủ đề livestream ngày hôm nay, đó là nghệ thuật thấu hiểu tâm lý khách hàng. Không biết là các bạn đã bao giờ từng nghĩ rằng là khi mà mình tư vấn khách hàng mình phải hiểu tâm lý khách hàng chưa ạ? Các bạn hãy comment ở phía dưới nhé, để mình được biết là các bạn đang xem livestream này và đang muốn Hải Ninh chia sẻ những cái nội dung hết sức là hấp dẫn để giúp cho các bạn có thêm những cái kiến thức cũng như là những cái trải nghiệm để mà giúp mình đạt được cái hiệu quả cao hơn trong cái quá trình bán hàng online. Tin nhắn chưa chạy hết em nhỉ? Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về nội dung thấu hiểu tâm lý khách hàng. Thì không biết là trong số các bạn đang xem livestream ở đây, các bạn có những bạn mà từng bị khách hàng từ chối đúng không ạ, trong quá trình mà mình tư vấn khách hàng. Thế thì những tất cả mọi người khi mà mình tư vấn khách hàng ấy, các bạn có những cái vướng mắc hay là các bạn thấy những cái khó khăn gì, các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình được biết. Và khi mà các bạn được nghe mình chia sẻ cái livestream này thì các bạn sẽ nhận ra là các bạn đã bị sai ở đâu, hoặc là các bạn làm những cái yếu tố nào mà các bạn đang thực hiện đúng thì các bạn hãy phát huy tiếp.
cái buổi live stream này hết sức là quan trọng, và các bạn nên lắng nghe cái buổi live stream này đến cuối và chia sẻ cái buổi live stream này vào các hội nhóm để mà nhận được cái phần quà giá trị đấy, trong ngày hôm nay. Chào Mỹ Riêng, chị là chị có rất nhiều những cái đôi bông tai, thế nên là mỗi ngày một đôi bông tai luôn. Xin chào Lê Anh Sơn. Em vừa rồi đã xem hết tài liệu chưa Sơn? Tất cả những cái tài liệu mà trong nhóm bí quyết sẽ hỗ trợ em rất là nhiều, để mà em có thêm kiến thức cũng như là những cái nội dung cần thiết để trong cái quá trình mà mình phát triển thương hiệu cá nhân cũng như là sản phẩm về phần mềm. Đấy. Cảm ơn em. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn buổi live stream ngày hôm nay nhé. Thì các bạn là những bạn mà đang xem buổi live stream ngày hôm nay thì các bạn bán các cái sản phẩm gì là chủ yếu? Các bạn bán sản phẩm gì là chủ yếu ạ? Nào mời các bạn comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn đang bán sản phẩm gì là chủ yếu ạ? Em xem rồi, đang cho cả vợ xem. Cảm ơn em. Các bạn đang bán các cái sản phẩm gì là chủ yếu ạ? Mỹ phẩm đúng không ạ? Mỹ phẩm. Và ngoài mỹ phẩm ra còn sản phẩm gì nữa? Mỹ phẩm. Và tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải có những cái yếu tố nào để mà chúng ta nắm bắt được tâm lý khách hàng. Quần áo, cảm ơn Vân Anh. Phần mềm chị nhé. Trái cây, cảm ơn Thảo Mai. Thế thì khi mà các bạn bán các cái sản phẩm này, đúng không ạ? Các bạn bán các cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp đó, các bạn đã đặt những cái địa vị của mình vào khách hàng chưa? Tức là những cái tâm lý, những cái suy nghĩ của họ hay chưa? Có khi nào mà các bạn tức là cái vấn đề nó nằm ở chỗ như này, tức là cùng một khía cạnh nhưng mà ở góc nhìn khác nhau, thì nó sẽ có những cái có những cái tranh luận khác nhau. Xin chào Nguyễn Hường. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta sẽ như thế nào ạ? Chúng ta sẽ phải cùng đứng về góc nhìn của khách hàng để mà chúng ta đồng cảm và thấu hiểu với khách hàng về cái tâm lý, cái tâm tư, cái tình cảm mà khách hàng người ta đang đang trải qua. Thì khi đó mình mới biết là mình cần phải làm gì. Đấy. Các bạn vào xem live stream, hãy chia sẻ live stream này nhé vào các hội nhóm này. Và cuối buổi live stream này thì các bạn hãy inbox cho Hải Ninh để nhận cái phần quà tài liệu hấp dẫn, tài liệu về bán hàng online. Xin chào Viết Quang. Xin chào Nguyễn Thị Hồng. Thế thì mình chia sẻ với các bạn này, khi mà khách hàng, đúng không ạ, người ta vào tường cá nhân của các bạn, người ta làm gì ạ? Người ta comment bài viết, người ta like bài viết, người ta thả tim bài viết, tức là lúc đó người ta cũng đã có một phần cái mối quan tâm, đúng không ạ? Dù ít dù nhiều, một cái phần mối quan tâm về cái sản phẩm của bạn hoặc là về cái nội dung mà bạn đăng, đúng không ạ? Đấy. Thế thì khi mà bạn thực hiện những cái công việc thông thường, đó là gì ạ? Đó là các bạn vào comment bài viết đó, đúng không ạ? Vào cái nội dung mà khách hàng comment đó để mà mình vào, mình inbox cho khách hàng, mình tư vấn cho khách hàng. Thế nhưng mà thông thường là các bạn làm cái việc này nó quá là nhanh. Các bạn chưa tìm hiểu khách hàng là ai, đúng không ạ? Các bạn chỉ tư vấn, tư vấn và tư vấn. Thế dẫn đến cái tình trạng là các bạn, khi mà các bạn tư vấn là cái tỷ lệ chốt đơn hàng của bạn rất là thấp. Các bạn có hình dung ạ? Xin chào chị Đỗ Huệ nhé. Xin chào Hạnh Nhân. Thế thì khi mà khách hàng người ta quan tâm thì chúng ta sẽ làm gì? Xin chào Nguyễn Tâm. Ồ, ảnh avatar của em khá là mới. Thì khi mà khách hàng quan tâm thì thường các bạn sẽ làm gì ạ? Có giống như là Hải Ninh vừa chia sẻ không? Các bạn hãy comment ở phía dưới nhé, để xem là trong cái quá trình mà các bạn tư vấn khách hàng ấy, thì các bạn đã làm những gì với khách hàng, đúng không ạ? Ứng xử như thế nào với khách hàng?
hãy comment ở phía dưới xem là khi mà khách hàng người ta có nhu cầu về sản phẩm, đúng không ạ, người ta inbox cho bạn, người ta comment bài viết cho bạn, thì bạn làm gì với khách hàng đầu tiên? Bạn làm gì với khách hàng đầu tiên ạ? Các bạn hãy comment ở phía dưới nhé. Xin chào Nguyễn Luân. Các bạn hãy comment ở phía dưới xem là khi mà các bạn thấy khách hàng có nhu cầu, bạn thường chào hỏi khách hàng. Ngoài ra các bạn còn làm gì nữa ạ? Các bạn còn làm gì? Ngoài việc chào hỏi khách hàng ra các bạn còn làm gì nữa? Các bạn hãy comment ở phía dưới livestream này để mình được biết nhé. Các bạn nhớ chia sẻ livestream này vào các hội nhóm. Sau cái buổi livestream này mình sẽ gửi tài liệu về bán hàng cho các bạn. Đấy. Có rất nhiều tài liệu về bán hàng và mình muốn chia sẻ cái nội dung kiến thức này để giúp cho các bạn có thêm nhiều cái kiến thức trong cái quá trình bán hàng online cho hiệu quả hơn. Đấy, các bạn nhớ inbox cho Hải Ninh. Được chưa ạ? Thế thì khi mà bạn tư vấn cho khách hàng đúng không? Và tưởng chừng như là khách hàng sẽ ra quyết định để mua sản phẩm của bạn. Thế nhưng vấn đề thì lại ngược lại, đúng không ạ? Vấn đề lại ngược lại. Tức là mình tư vấn khách hàng, mình tưởng chừng như là khách hàng sắp mua rồi. Nhưng mà thực tế thì khách hàng lại chưa, đúng không ạ? Chưa, tức là chúng ta chưa chốt được khách hàng. Khi mà chúng ta nhắn tin, chúng ta hỏi thăm, chúng ta tìm hiểu nhu cầu khách hàng để làm gì ạ? Để chúng ta biết rõ được cái tâm lý của khách hàng. Cái vấn đề ở đây là chúng ta sẽ tập trung vào tức là chúng ta sẽ tập trung vào khai thác tâm lý của khách hàng. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Có rất là nhiều cái lý do mà chúng ta sẽ phân tích ở đây để biết là tại sao mà chúng ta chưa được chốt được đơn hàng. Các bạn hiểu không ạ? Tại sao chúng ta chưa chốt được đơn hàng? Có khá là nhiều lý do, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải nắm bắt được tất cả những cái lý do này để làm gì ạ? Khi mà chúng ta biết được những cái lý do mà vì sao khách hàng không mua hàng hoặc là chần chừ chưa mua hàng, để chúng ta đưa ra những cái nội dung, đúng không ạ, phù hợp, và chúng ta thấu hiểu được tâm lý của khách hàng để mà chúng ta giao tiếp với khách hàng, ứng xử với khách hàng để đạt được cái hiệu quả cao nhất, đúng không ạ? Có thể là khách hàng chưa mua sản phẩm của chúng ta tại thời điểm này, nhưng có thể là sau đó họ sẽ mua sản phẩm của chúng ta. Nhưng cái quan trọng nhất là cái việc mà chúng ta ứng xử với khách hàng là điều hết sức là quan trọng. Được chưa ạ? Là điều hết sức là quan trọng. Thế thì các bạn sẽ phân tích những cái lý do sau để các bạn sẽ biết được là tại sao mà khách hàng chưa mua sản phẩm của mình. Thế thì trước khi mà mình sẽ đưa ra các cái nội dung phân tích chi tiết và cụ thể, thì những bạn đang xem livestream, các bạn hãy comment xuống phía dưới là theo các bạn lý do nào mà họ chưa mua sản phẩm. Các bạn hãy đưa hết các lý do lên. Bạn nào mà đưa càng nhiều lý do thì chứng tỏ là cái cơ hội mà các bạn bán được hàng sẽ càng tốt. Các bạn hãy comment phía dưới nhé. Các bạn hãy comment ở phía dưới những cái lý do mà khách hàng chưa mua sản phẩm của các bạn. Đúng không ạ? Chưa mua sản phẩm của các bạn. Hãy comment ở phía dưới những lý do mà các bạn chưa mua sản phẩm của các bạn. Tại sao ạ? Các bạn cần phải biết được cái điều này. Khi mà biết được các lý do thì các bạn mới trưởng thành, mới hiểu rõ, mới nắm bắt được cái tâm lý của khách hàng. Và điều này hết sức là quan trọng. Các bạn hãy đưa ra lý do ở phía dưới đi ạ. Hãy đưa ra lý do mà các bạn cho rằng là tại sao mà khách hàng chưa mua sản phẩm của các bạn. Đây là những cái yếu tố hết sức là cần thiết các bạn hãy liệt kê ra. Và sau đó Hải Ninh sẽ điểm lại và phân tích cho các bạn hiểu là các bạn cần phải làm gì. Các bạn cần phải làm gì. Chưa tin vào người bán, chính xác anh Nguyễn Thành Tiến. Chưa tin vào người bán, như vậy niềm tin có quan trọng không ạ? Rất là quan trọng. Và đặc biệt là việc bán hàng online lại là một yếu tố hết sức là quan trọng hơn nữa để mà thuyết phục được khách hàng. Đó là người bán, đúng không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới tiếp đi ạ. Để xem là tức là cái nhận định của các bạn về khách hàng, xem là các bạn đã thấu hiểu được khách hàng hay chưa. Các bạn đã thấu hiểu được bao nhiêu phần trăm về khách hàng. Hãy tiếp tục comment xuống phía dưới.
các bạn hãy comment đi ạ. Trong lúc mà chờ đợi câu trả lời của các bạn thì mình sẽ lại bật nhạc. Các bạn hãy comment xuống phía dưới những lý do mà khách hàng chưa mua sản phẩm của các bạn. Các bạn hãy comment xuống phía dưới những cái nội dung mà theo các bạn khách hàng chưa mua sản phẩm của các bạn. Theo các bạn thì những cái nội dung, những cái lý do ở đây là gì? Các bạn nhận định những cái lý do mà khách hàng chưa mua sản phẩm của các bạn, hãy comment ở phía dưới và mình sẽ phân tích cho các bạn thấy. Các bạn đang xem livestream hãy comment những cái lý do mà theo các bạn là tại sao khách hàng chưa mua sản phẩm của bạn. Anh Nguyễn Thành Tiến: sản phẩm tốt nhưng người bán hàng chưa hợp với khách hàng. Chưa hợp với khách hàng ở đây thì có nghĩa là khách hàng chưa thích người bán hàng, đúng không ạ? Khách hàng chưa thích người bán hàng nên là như vậy. Được chưa ạ? Nào các bạn hãy comment xuống phía dưới đi, mình sẽ phân tích cho các bạn để các bạn thấu hiểu hơn khách hàng, và điều này hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Khi mà các bạn thấu hiểu khách hàng thì các bạn mới biết là các bạn phải ứng xử với khách hàng như thế nào. Đấy, phải ứng xử với khách hàng như thế nào. Thế thì những cái lý do mà anh Thành Tiến đưa ra ở trên mới chỉ là một phần trong số rất nhiều những cái lý do mà khách hàng người ta chưa quyết định mua hàng của bạn. Họ tìm hiểu nhưng mua của người bán hàng khác. À, cảm ơn anh. Thế thì tí chúng ta sẽ phân tích là tại sao mà khách hàng mua cái sản phẩm của người khác thay vì của mình, mà trong khi đó thì sản phẩm là như nhau, đúng không ạ? Sản phẩm là như nhau. Vậy thì tại sao ạ? Xin chào bạn Liên. Khi mà like mà ít người vào xem và ít người hỏi mua thì cái này tí nữa mình sẽ phân tích cho bạn để bạn hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích những cái lý do trước. Những cái lý do mà khiến cho khách hàng chưa mua sản phẩm của bạn, bây giờ chúng ta sẽ liệt kê nhé. Được. Chúng ta sẽ liệt kê. Nào bây giờ hỏi một bạn nào, Nguyễn Phượng nào. Bạn thử, em thử cho chị biết là những cái lý do mà khách hàng chưa mua sản phẩm của mình. Hãy liệt kê những lý do mà khách hàng chưa mua sản phẩm của mình, hoặc là người ta mua của người khác thay vì của mình. Lý do là ở đâu ạ? Các bạn nhận định lý do đấy như thế nào? Hãy comment xuống phía dưới bài viết ạ. Hãy comment xuống phía dưới. Xin chào Nga Hoàng. Hãy comment phía dưới ạ. Các bạn phân tích lý do tại sao họ mua hàng của người khác thay vì của mình. Xin chào Hồng Hạnh. Nào, theo các bạn lý do là gì? Hãy comment phía dưới nhé. Tại sao người ta lại mua sản phẩm của người khác thay vì của mình? Hoặc tại sao người ta chưa mua sản phẩm của mình? Mặc dù là mình tư vấn rồi, mình tư vấn mà người ta hiểu rõ về cái lợi ích của sản phẩm, mà người ta vẫn chưa mua của mình. Ồ, Phượng. Em không biết. Thế thì sau livestream này các bạn phải thực sự thức tỉnh. Các bạn phải thực sự thức tỉnh là trong cái quá trình mà bán hàng, chúng ta phải biết được là tại sao khách hàng lại không mua sản phẩm, hoặc là mua của người khác mà không mua của mình, hoặc là người ta chưa mua sản phẩm mặc dù là mình tư vấn rất kỹ. Thế thì chúng ta sẽ điểm những cái lý do sau để các bạn hiểu rõ được là những cái lý do đó là như thế nào và chúng ta cần phải làm gì. Thế thì lý do thứ nhất các bạn phải
các bạn sẽ phải phân tích ở đây để chúng ta đưa ra. Đó là họ quan tâm tới sản phẩm nhưng mà họ thực sự chưa thấy cần thiết. Tức là họ quan tâm đó, họ thấy ồ hay đó, hữu ích đó, nhưng mà họ chưa thấy là nó bức bách. Tức là nó chưa phải đến mức mà vội, cần ngay, lập tức. Bạn hiểu không ạ? Mặc dù là khi bạn tư vấn khách hàng bất cứ sản phẩm gì cũng vậy, từ mỹ phẩm hay là từ giảm cân hay là từ tất cả các sản phẩm, thì các bạn sẽ thấy rằng là một trong số những lý do mà các bạn cần phải biết là họ thấy được cái việc là sản phẩm là hữu ích, họ quan tâm tới sản phẩm rồi, nhưng mà họ cảm thấy là chưa thực sự cần. Đây là lý do đầu tiên. Đây là lý do đầu tiên. Vậy thì với lý do này chúng ta sẽ làm gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Với lý do này chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Theo các bạn là chúng ta sẽ phải xử lý cái lý do này như thế nào? Nào? Chúng ta xử lý lý do này như thế nào ạ? Nếu mà họ chưa thực sự cần thì có lẽ là bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ để họ ở đấy thôi à? Chúng ta có làm gì nữa không? Theo anh Thành Tiến thì anh sẽ làm gì? Nếu mà biết cái lý do này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì hay là không làm gì cả? Nào, vậy thì vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ là chúng ta sẽ phải thúc đẩy nhu cầu của khách hàng. Thúc đẩy nhu cầu của khách hàng, các bạn hiểu không ạ? Thúc đẩy nhu cầu của khách hàng, tức là chúng ta sẽ đưa cái nhu cầu của khách hàng, đẩy nhu cầu của khách hàng lên cao nữa, đúng không ạ? Lên cao nữa, tức là chúng ta sẽ thấy họ, tức là cho họ thấy rằng là cái việc mà để sở hữu cái sản phẩm này nên làm luôn, cần làm luôn. Vì lý do gì, vì sao, và vì những cái lợi ích mà họ được nhận như thế nào. Đúng rồi, chính xác. Tức là chúng ta thúc đẩy nhu cầu, đưa ra những cái nội dung mà cần thiết. Tức là đằng nào thì cũng sử dụng, thì nên sử dụng trước, đúng không ạ? Nên sử dụng tiên phong, đúng không ạ? Tức là chúng ta có những cái câu từ khi mà chúng ta nói chuyện với khách hàng thì người ta thấy rằng là đằng nào cũng cần phải dùng, vậy thì mình dùng trước, là mình là người đi đầu, mình là người tiên phong, hoặc là mình sẽ được hưởng những cái lợi ích giá trị nhiều hơn, hoặc là trong ngày hôm nay thì mình sẽ có nhiều ưu đãi hơn, vân vân. Tức là lúc này chúng ta sẽ phải thúc đẩy nhu cầu. Các bạn hiểu không ạ? Bán bất cứ sản phẩm gì cũng vậy, các bạn phải hiểu cái lý do này. Họ thấy cần thiết, họ quan tâm đến sản phẩm nhưng mà họ chưa thực sự cần, tức là họ chưa thực sự có nhu cầu cao, thì chúng ta phải thúc đẩy nhu cầu của họ lên. Đấy là lý do thứ nhất. Đến chỗ này các bạn hiểu chưa ạ? Các bạn hãy chia sẻ livestream này vào trong hội nhóm nhé, để mà chúng ta sẽ giúp cho nhiều người bán hàng biết được cái lý do này, giúp cho họ bán hàng tốt hơn. Và những cái khách hàng đó, những cái người bán hàng đó lại chính là khách hàng của chúng ta. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là khách hàng cảm thấy lo lắng, họ chưa đủ niềm tin để mà ra quyết định mua hàng, đúng không ạ? Và thậm chí là họ chưa an tâm về chất lượng sản phẩm. Đấy là lý do thứ hai. Họ, tức là về cơ bản là họ lo lắng. Lo lắng thứ nhất là họ chưa đủ niềm tin về người bán. Lo lắng thứ hai là họ chưa đủ niềm tin về sản phẩm. Không biết là mua như vậy thì nó có tốt hay không, đúng không ạ? Mua như vậy thì nó có tốt không? Sản phẩm nó có hữu ích hay không? Thì các bạn phải hiểu được cái điều này. Các bạn phải hiểu được cái điều này thì các bạn mới biết được rằng là chúng ta, tức là giống cho chúng ta lúc đó là chúng ta sẽ phải phân tích và thấu hiểu được cái tâm lý của khách, là người ta đang lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao? Với cái lý do này chúng ta sẽ làm gì? Các bạn thử đưa ra giải pháp mình xem nào. Hãy comment cái giải pháp mà theo các bạn là người, nếu mà các bạn là vị trí của người bán, và khi mà các bạn đặt vào vị trí của người mua, mà người mua đang lo lắng về sản phẩm, lo lắng về người bán, thì các bạn sẽ làm gì?
thì mình đã đưa ra lý do thứ hai đúng không ạ? Và việc là chúng ta sẽ phải phân tích cái lý do này và chúng ta sẽ đưa ra giải pháp cho từng lý do này. Thế thì khi mà khách hàng lo lắng như vậy đúng không ạ? Họ lo lắng về người bán, họ lo lắng về sản phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ phải cam kết với khách hàng. Cái điều này hết sức là quan trọng, chúng ta phải cam kết khách hàng. Ví dụ như là em có thể nếu mà em cảm thấy là em còn chưa đủ tin tưởng thì em có thể theo dõi trên Facebook của anh, đúng không ạ? Em có thể xem trên tường cá nhân của anh những nội dung thông tin hết sức là rõ ràng, đúng không ạ? Rồi là nếu mà sản phẩm không tốt thì có lẽ là đã không hàng nghìn người, hàng trăm nghìn người đang sử dụng nó và không thể nào mà có một cái hệ thống đang phát triển hết sức là nhanh chóng như bây giờ, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ cam kết và đưa ra dẫn chứng để khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng, đưa ra cam kết và dẫn chứng để tạo niềm tin cho khách hàng. Đấy, thì điều này hết sức là quan trọng. Điều này hết sức là quan trọng và các bạn phải thấu hiểu cái điều này, đúng không ạ? Các bạn hãy chia sẻ vào hội nhóm giúp Hải Ninh nhé. Với cái việc các bạn chia sẻ bài livestream, tức là chia sẻ livestream vào các hội nhóm cũng giúp cho các bạn một phần tăng tương tác rất là nhiều trong cái quá trình mà các bạn tạo ra tương tác trên nick Facebook. Đấy, các bạn nhớ nhé. Nào, thế thì tiếp tục với chủ đề này là chúng ta sẽ phải tạo được niềm tin cho khách hàng, chúng ta phải cam kết với khách hàng và chúng ta đưa ra dẫn chứng để khách hàng tin tưởng, đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta đưa ra feedback để khách hàng có những cái nhận định thực tế, có những nhận định thực tế, thì để mà cái niềm tin đi đủ lớn để mà khách hàng ra quyết định. Đến đây các bạn hiểu chưa nhỉ? Bao nhiêu các bạn đang xem livestream hiểu vấn đề này, hãy comment ở phía dưới là đã hiểu nhá. Các bạn hãy comment phía dưới đi để mình tiếp tục nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, đúng rồi ạ, cam kết tạo niềm tin. Các bạn có hiểu đến nội dung thứ hai này không ạ? Hãy comment ở phía dưới, hãy comment ở phía dưới để mình biết là các bạn đã hiểu cái nội dung này để mình chuyển sang nội dung tiếp theo. Được chưa ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Thế thì nội dung thứ ba mà chúng ta sẽ phân tích ở đây đó là gì ạ? Nội dung thứ ba. Nội dung thứ ba này nghe thì có vẻ là nó cũng rất là gần gũi, nhưng mà nó thực sự là một cái vấn đề mà có thể là khó giải quyết. Đấy là nội dung thứ ba là khách hàng sợ bị lừa đảo, đúng không ạ? Sợ bị lừa đảo qua hình thức chuyển khoản. Khách hàng sợ bị lừa đảo qua hình thức chuyển khoản, tức là thường ấy, khi mà chúng ta bán sản phẩm, và đặc biệt với những cái sản phẩm mà cần phải chuyển khoản trước ấy, đúng không ạ? Cần phải chuyển khoản trước. Ngọc Mai ơi, em cần gì hỗ trợ thì qua team nhé. Đối với những cái khách hàng ấy mà họ đang sợ bị lừa đảo, đặc biệt là khi mà những cái sản phẩm mà chúng ta yêu cầu họ phải chuyển khoản trước, đúng không ạ? Yêu cầu họ phải chuyển khoản trước. Thế thì với những cái sản phẩm này và khách hàng đang bị tâm lý như thế này thì chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào? Theo các bạn ứng xử như thế nào ạ? Nếu mà trong trường hợp khách hàng đang sợ bị lừa đảo, vậy chúng ta ứng xử như thế nào? Cái này nó cũng sẽ có một phần liên quan đến niềm tin, nhưng niềm tin ở đây là khác, niềm tin khác. Khi mà khách hàng sợ lừa đảo, mà đặc biệt là chúng ta yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản trước, thì chúng ta sẽ phải làm gì để chứng minh? Chúng ta sẽ làm gì để chứng minh ạ? Các bạn có câu trả lời gì không? Có vẻ như là chủ đề ngày hôm nay cũng khá là khó đúng không ạ? Thế nên là các bạn cũng chưa tìm ra được cái phương án giải quyết. Dẫn đến là trong cái quá trình mà các bạn bán hàng online là các bạn hay gặp nhiều những cái khó khăn, gặp nhiều những cái vướng mắc, và các bạn chưa ứng xử được hiệu quả, nên là cái lượng khách hàng mà đến với mình là nó sẽ chưa được đạt được cái kết quả cao nhất, đúng không ạ? Thì xem xong cái livestream này, ít nhất là các bạn có thêm kiến thức để mà các bạn ứng xử với khách hàng hiệu quả hơn, mình hiểu được tâm lý khách hàng hơn, để mà mình đồng cảm với khách hàng, và từ cái việc đồng cảm đó thì khách hàng yêu quý mình, họ ở lại với mình và họ mua sản phẩm của mình thay vì của người bán khác. Đấy. Thế thì
Anh Thành Tiến có đưa ra một cái giải pháp, đó là thông tin Facebook rõ ràng, profile chuẩn. Thì đây là một trong số những cái nội dung mà cũng cần thiết để đưa lên trên trang Facebook của mình để thể hiện mình là ai, đúng không? Để khách hàng người ta tin được, là không phải là một Facebook ảo lập lên để chỉ lừa đảo. Đấy. Thế thì cái vấn đề mà chúng ta sẽ là giải pháp của cái lý do thứ ba này đó là gì ạ? Đó là chúng ta cũng vẫn tiếp tục cam kết, và thậm chí là cần thiết chúng ta sẽ đưa ra bằng chứng, đúng không ạ? Bằng chứng. Ví dụ như là bằng chứng về giấy tờ, đúng không ạ? Bằng chứng về giấy tờ. Hoặc là những cái mà chúng ta thể hiện ở trên Facebook là những cái hình ảnh mà chúng ta chụp cùng với lại người thân, chụp cùng gia đình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái nội dung ảnh đó đưa lên trên Facebook cá nhân của chúng ta. Rồi là chúng ta thể hiện chúng ta là ai. Trên cái profile của chúng ta, nick Facebook cá nhân của chúng ta thì có những cái hình ảnh album nổi bật. Hình ảnh album. Đấy. Thì trong cái album đó có những cái người thân, người quen của chúng ta, rồi tất cả những cái hoạt động của chúng ta khi mà chúng ta đưa lên trên Facebook ấy, thì tạo được cái độ tin tưởng và thân thiện cũng như thiện cảm hơn của khách hàng. Thì đây lại là trở lại một cái câu chuyện, đó là lý do tại sao mà mình hướng dẫn các bạn là các bạn nên đăng bài theo cái công thức là 80-20. Tức là 80% viết về các cái yếu tố từ bí quyết, nội dung hữu ích, rồi là cuộc sống bản thân, gia đình vân vân. Và chỉ 20% là nội dung bán hàng thôi. Thì cái này chính là một cái yếu tố mà tạo ra được cái hiệu quả bán hàng các bạn. Nhiều khi các bạn không hiểu, các bạn thường hay đặt một cái câu hỏi, đó là tại sao lại đăng bài bán hàng ít như vậy thì làm sao mà bán được hàng. Thế nhưng thực tế các bạn biết rằng là khách hàng người ta sẽ mua sản phẩm của bạn, đúng không ạ? Khi mà người ta quý mến bạn, người ta biết bạn là ai và người ta biết bạn là người như thế nào. Vậy thì trên Facebook mình phải thể hiện được rõ cái điều này. Đấy, được chưa ạ? Phải thể hiện rõ được cái điều này. Đấy. Thì khi mà chúng ta giao dịch với khách hàng và khách hàng muốn đặt cái niềm tin ở chúng ta thì đấy là một cái yếu tố mà sẽ quyết định rất là nhiều. Vì vậy nên là trong cái quá trình mà mình hướng dẫn các bạn bán hàng ấy, nhiều bạn, các bạn được hướng dẫn thì các bạn sau khi được hướng dẫn xong các bạn thay đổi rất là nhiều. Cái việc mà các bạn được thay đổi, đấy, các bạn được có những cái kiến thức và những cái tư duy mới, đặc biệt những cái tư duy mới, cái nhận thức mới về cái việc bán hàng này, các bạn bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều. Chứ không phải là chúng ta cứ chỉ lên Facebook và đăng bài bán hàng đâu. Nếu mà chúng ta cứ mãi miết làm cái việc đó, đăng bài và đăng bài và chỉ biết đăng bài thì cái hiệu quả mà chúng ta bán hàng không bao giờ cao được. Đấy, các bạn phải tìm hiểu, các bạn phải hiểu rõ được cái quy luật của Facebook. Các bạn phải hiểu rõ là các bạn phải thể hiện mình ở trên Facebook như thế nào, đúng không ạ? Và các bạn phải hiểu rõ là mình phải tạo ra một cái sức hút của bản thân như thế nào thì nó mới bán hàng hiệu quả được. Chứ không phải là chúng ta bán lay lắp, đúng không ạ? Đấy. Được chưa ạ? Lý do thứ tư. Lý do thứ tư. Cái lý do này thì có lẽ là nhiều khách hàng rất hay đặt câu hỏi. Đó là họ sợ mua phải hàng giả. Họ sợ mua phải hàng giả. Các bạn hiểu không ạ? Họ sợ mua phải hàng giả. Xin chào bạn Trinh. Họ sợ mua phải hàng giả. Và đây là một cái tâm lý phần lớn và phổ biến, đặc biệt là mua các sản phẩm về mỹ phẩm. Đấy, các bạn bán hàng nghe rõ nhé. Các bạn bán hàng nghe rõ. Với những cái sản phẩm là mỹ phẩm thì đặc biệt là họ rất sợ phải mua phải hàng giả. Và nhiều các sản phẩm khác cũng như vậy, đúng không ạ? Và thậm chí là họ sợ cái điều này bởi vì bản thân họ không thể nào mà kiểm chứng được chất lượng của sản phẩm, đúng không ạ? Chất lượng của sản phẩm nó không như là một cái số, không như là một số các cái sản phẩm khác đặc trưng. Ví dụ như sản phẩm phần mềm thì nó là sản phẩm đặc trưng rồi. Đấy. Đúng không ạ? Thế nhưng mà sản phẩm khác thì mình không thể nào kiểm chứng được. Đến đây các bạn đã hình dung chưa ạ? Đấy. Thế thì họ sợ mua phải hàng giả thì mình phải làm thế nào? Theo các bạn thì mình sẽ làm thế nào nhỉ? Khi mà họ sợ mua hàng giả như vậy thì mình sẽ ứng xử với khách hàng như thế nào? Nào các bạn, những bạn đang kinh doanh online ở dưới này, các bạn hãy đưa ra những cái giải pháp mà theo các bạn là các bạn nghĩ là các bạn nên làm như vậy, để mình xem là cái nhận định của các bạn về cái việc giải quyết vấn đề như thế này.
Có vẻ như là một câu hỏi cũng khá là khó đúng không ạ? Xin chào chị Đông. Xin chào chị Đông. Các bạn hãy trả lời đi ạ. Nào các bạn trả lời đi ạ. Khi mà khách hàng ấy họ sợ mua phải hàng giả thì chúng ta sẽ phải ứng xử với khách hàng như thế nào? Dạ vâng, anh Tiến cam kết về chất lượng sản phẩm. Thì thực ra như thế này ạ, về cơ bản thì là khi mà mình cam kết về chất lượng sản phẩm, đấy là một cái phần tất yếu mà khách hàng người ta còn lăn tăn, còn nghi ngờ về sản phẩm. Nhưng mà có lẽ là vấn đề nó nằm ở chỗ là không hẳn là người ta nói rõ với bạn là người ta đang nghi ngờ về sản phẩm, người ta đang sợ là mua phải hàng giả đâu. Cái vấn đề này thường là người ta sẽ không nói đúng không ạ? Thường là người ta sẽ không nói. Vậy thì khi mà người ta không nói thì làm sao mà chúng ta nhận biết được? Chúng ta nhận biết được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải gợi mở. Tức là sau cái livestream này các bạn sẽ hiểu được những cái nội dung mà tại sao khách hàng lại chưa mua sản phẩm của bạn. Thì nhiều khi chúng ta sẽ phải loại bỏ những cái nội dung này hết. Thì khi đó cái cơ hội mình bán hàng nó sẽ cao hơn. Khi mà mình nhắn tin khách hàng mà khách hàng còn chần chừ thì mình có thể đưa một trong số những cái nội dung ở trong này vào để mình khai thác được cái tâm lý khách hàng. Giả sử như là mình sẽ nói chuyện với khách hàng là có phải là nếu mà chị đang hỏi về sản phẩm, nhưng mà em nghĩ là nếu mà trong trường hợp của chị, nếu em là chị thì có lẽ là em cũng còn đang rất là lăn tăn về sản phẩm bởi không biết là sản phẩm có hàng có đảm bảo chất lượng hay không, có phải là hàng thật hay không, hay là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đúng không ạ? Tức là thay vì việc là mình đợi người ta hỏi cái câu hỏi đấy, và chắc chắn là khách hàng người ta sẽ không hỏi đâu, thì mình sẽ hỏi ngược lại để khai thác tâm lý ở khách hàng, đúng không ạ? Thế thì khi đó thì khách hàng sẽ làm gì ạ? Khách hàng sẽ nói thật với em là đúng là như vậy, đúng không ạ? Tức là lúc đó là khách hàng đang lột tả cái tâm trạng và cái cảm xúc thật của mình. Khi mà họ làm cái điều này, tức là chúng ta đang đồng cảm. Tức là như vậy là mình đang đồng cảm với khách hàng. Khách hàng hiểu rằng là khi mà mình hỏi câu hỏi như vậy là khách hàng đã hiểu là họ đang được đồng cảm. Và khi cái việc họ đang được đồng cảm như vậy, họ cảm thấy là họ được thấu hiểu như vậy, thì cái việc là mình, cái mối quan hệ, cái sự giao tiếp của mình với người bán là gần gũi hơn. Đấy, các bạn hiểu cái điều này không ạ? Tức là chúng ta đang tạo một cái sự thân thiết và gần gũi giữa người bán hàng với người mua hàng. Thế thì cái vấn đề là sản phẩm mình có thể gửi cho họ mẫu dùng thử, đúng không ạ? Mẫu dùng thử. Thế tuy nhiên cái mẫu dùng thử ở đây thì mình cũng có thể mình lại tiếp tục lại đặt trong cái hoàn cảnh của khách hàng, thì khách hàng cũng có thể lại đặt ra một câu hỏi là mẫu dùng thử là mẫu thật, còn cái mẫu bán cho tôi là mẫu giả thì sao? Có đúng không ạ? Đấy, thế thì các bạn sẽ phải đưa ra được những cái lập luận cũng như là phân tích được cái tâm lý của khách hàng và cái sự logic trên câu trả lời của khách hàng cũng như câu hỏi của khách hàng, để mà mình biết được là như vậy thì là khách hàng đang rất còn nghi ngờ về cái sản phẩm là hàng giả, hàng cả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế thì cái yếu tố vẫn là cái yếu tố về cam kết. Thế nhưng mà chúng ta có thể là giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn về bản thân chúng ta, đúng không ạ? Thông qua những cái chứng nhận mà chúng ta được trao tặng. Với những các bạn làm trong hệ thống của các cái công ty ấy, có hệ thống phân cấp bậc đó, thì quá trình mà các bạn gia nhập công ty, các bạn có những cái bằng khen, có những cái chứng nhận, thì các bạn hãy đưa những cái chứng nhận bằng khen đó là cái sự cam kết đảm bảo rằng là mình là người thật, làm việc thật, đúng không ạ? Đấy là một cách. Nhưng cái quan trọng nữa là trong cái quá trình mà chúng ta bán hàng, những cái bài đăng sản phẩm của chúng ta và những cái hình ảnh, giống như vừa rồi Hải Ninh chia sẻ 80% là những cái nội dung bí quyết, hữu ích kinh nghiệm về bản thân cá nhân nữa, thì chúng ta đưa lên dàn trải trên Facebook đó, tức là chúng ta đưa lên để tạo được cái niềm tin cho khách hàng nữa.
thì nó nằm ở yếu tố thời gian. Thế nhưng quan trọng yếu tố trước mắt, mình khẳng định với khách hàng, mình cam kết với khách hàng, đúng không ạ? Và mình đưa bằng chứng để cam kết. Đó. Đến đây là yếu tố thứ mấy rồi ạ các bạn? Các bạn có nghe livestream này từ đầu đến cuối không ạ? Yếu tố thứ tư rồi đúng không ạ? Tiếp tục yếu tố thứ năm. Yếu tố thứ năm ở đây thì như các bạn đã biết là khách hàng có nhu cầu rồi. Thế nhưng mà vấn đề là trước đó các bạn phải khai thác nhu cầu của khách hàng. Ví dụ mua cái sản phẩm mình phân tích rõ, ví dụ như là mua một cái sản phẩm về mỹ phẩm, đúng không ạ? Về mỹ phẩm, đặc biệt là sản phẩm về da mặt. Thế thì khi mà các bạn phân tích kỹ nhu cầu của khách hàng thì các bạn phải khai thác được xem là khách hàng của bạn thì da mặt thuộc da loại gì? Da nhờn hay da khô hay da hỗn hợp, đúng không ạ? Các bạn phải đi sâu khai thác vào khách hàng để khi mà mình đưa ra, mình tư vấn cái sản phẩm đó để khách hàng cảm thấy là nó phù hợp với những cái yếu tố mà bản thân mình có, đúng không ạ? Và nó phù hợp với cái nhu cầu, đúng không ạ, của mình, và thậm chí là phù hợp với giá tiền của mình. Đấy, đến cái phần này các bạn hiểu chưa? Tức là chúng ta sẽ khai thác nhu cầu của khách hàng toàn bộ, kể cả sản phẩm nước hoa cũng vậy. Mình cũng phải khai thác khách hàng xem là khách hàng đó thì thường là họ thích những cái mùi hương, tức là họ đầu tiên là phải mình phải khai thác được xem là cái tâm lý của khách hàng là người ta thường là người ta thích những cái mùi như thế nào, có thể là mùi hương dịu nhẹ hay là mùi hương đậm đặc vân vân. Tức là chúng ta sẽ phải khai thác toàn bộ, để từ cái khai thác toàn bộ đó chúng ta xem chúng ta có cái gì, chúng ta có sản phẩm gì phù hợp với cái tiêu chí đó. Các bạn hiểu vấn đề này không? Nhiều bạn bán hàng online đang áp đặt sản phẩm lên khách hàng. Nhiều bạn đang áp đặt cái sản phẩm lên khách hàng, đúng không ạ? Áp đặt cái sản phẩm lên khách hàng, chưa tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, chưa biết là thực sự là khách hàng đang cần gì, mà vội đưa ra sản phẩm, giới thiệu sản phẩm tốt lắm, đúng không ạ? Rồi giới thiệu toàn bộ tính năng của sản phẩm. Các bạn dễ bị sai ở chỗ này. Các bạn nhớ là xem livestream này chia sẻ cho Hải Ninh lên các hội nhóm nhé. Và sau buổi livestream này Hải Ninh sẽ tặng các bạn những cái phần quà hết sức là hữu ích, inbox cho Hải Ninh để Hải Ninh chia sẻ và trao cho các bạn thêm nhiều những phần quà giá trị hơn. Nhớ chia sẻ livestream này của Hải Ninh lên hội nhóm, được chưa? Đấy, thế thì cái vấn đề ở chỗ là chúng ta sẽ phải phân tích nhu cầu khách hàng đầu tiên. Càng khai thác kỹ nhu cầu của khách hàng càng rõ càng tốt. Ví dụ khách hàng cần cái sản, khách hàng đang có nhu cầu về sản phẩm, đúng không ạ? Thì bản thân khách hàng như thế nào, là người như thế nào, đúng không ạ? Phân tích rõ ra da mặt như thế nào. Đấy, da dầu, da nhờn hay da hỗn hợp. Rồi là đã dùng các loại mỹ phẩm lần nào chưa? Nếu mà dùng rồi thì đã bị kích ứng sản phẩm nào chưa? Vân vân. Đó. Thế thì các bạn phải làm được những cái điều này thì từ những cái điều mà khách hàng chia sẻ đó ra, đúng không ạ? Tức là chúng ta luôn phải hỏi, và khi khách hàng trả lời là chúng ta đã nhận định được khách hàng, để chúng ta khai thác được thêm tâm lý khách hàng. Thế sau đó đấy, thì nhu cầu khách hàng có rồi, vậy thì cái mức giá mà khách hàng có thể mong muốn được như thế nào, rồi là về hình mẫu sản phẩm vân vân. Tức là về cái sản phẩm đó, về các cái mẫu mình có thể lựa chọn. Đấy, thì chúng ta sẽ sau khi mà nghe khách hàng phân tích xong thì chúng ta mới bắt đầu giới thiệu cái sản phẩm có những cái tính năng mà khách hàng đang cần, cái mức giá mà khách hàng đang cảm thấy hợp lý với việc là khách hàng đang mới chỉ là nhân viên văn phòng vân vân. Đó, thì các bạn phải phân tích ra được cái điều này. Đấy, các bạn hiểu chưa? Các bạn có thấy thực sự là thông tin mà Hải Ninh chia sẻ hữu ích không ạ? Nếu mà các bạn đang xem livestream này mà các bạn thấy thông tin này hữu ích, các bạn hãy comment là hữu ích nhé. Các bạn hãy comment nhanh lên ạ. Comment nhanh để Hải Ninh ghi nốt các cái nội dung tiếp theo. Các bạn hãy comment nhanh nhé. Xem ai họ thì nghe hộ chị với. Cảm ơn anh.
Như vậy nhá, có nghĩa là mình đã phân tích được đến nội dung thứ mấy rồi, các bạn đã nghe và các bạn có ghi chép không? 5 nội dung đúng không ạ? 5 lý do rồi. Lý do tiếp theo, lý do thứ 6 mình sẽ phân tích để cho các bạn thấy ở đây. Đấy là khách hàng chưa an tâm với việc các cái chính sách bảo hành. Tức là các cái chính sách về bảo hành sản phẩm. Đấy, các chính sách về bảo hành sản phẩm là khách hàng chưa yên tâm. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thuyết phục được khách hàng yên tâm? Nếu mà sản phẩm của các bạn có nhiều các cái chi nhánh, có nhiều các cái văn phòng, thì các bạn có thể mời khách hàng đến văn phòng để mà yên tâm về cái sản phẩm, dịch vụ thực sự đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thì đây chính là yếu tố thứ 6, được chưa? Yếu tố thứ 6. Đấy, mình phải đưa ra được những cái nội dung để mà khách hàng cảm thấy yên tâm hơn. Bằng chứng là tất cả những người trong hệ thống của mình đều có thể phục vụ được khách hàng. Được chưa? Thế thì đấy là nguyên nhân thứ 6 rồi đúng không ạ? Nguyên nhân thứ 7 ở đây. Nguyên nhân thứ 7 ở đây thì có lẽ là mình chia sẻ với nguyên nhân này thì các bạn sẽ hơi buồn một chút. Đấy là gì ạ? Muốn mua sản phẩm nhưng mà chốt sale không thuyết phục. Muốn mua sản phẩm nhưng chốt sale không thuyết phục. Các bạn hãy comment đi ạ. Muốn mua sản phẩm nhưng chốt sale không thuyết phục. Như vậy thì có nghĩa là cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta nhiều khi chúng ta lại lan man nhiều quá. Chúng ta lan man nhiều quá, không tập trung vào khách hàng. Đang tư vấn nói chuyện với khách hàng đúng không ạ? Đang khai thác nhu cầu khách hàng nhưng chúng ta lại không tập trung. Có thể là chúng ta lại hỏi những câu hỏi nó không trọng tâm, hoặc là chúng ta hỏi những câu hỏi không liên quan, đúng không ạ? Làm cho người mua người ta cảm thấy là người ta không thoải mái. Thì đấy là lý do mà chúng ta cũng cần phải xem xét lại. Việc chốt sale không thuyết phục thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải xem lại. Xem lại để mà hiểu rõ hơn về cái cách làm việc của mình. Để đạt được cái hiệu quả cao hơn thì mình sẽ phải tự thay đổi và tự sửa lại. Yếu tố thứ mấy rồi ạ? Yếu tố thứ 8 ạ, đúng không ạ? Yếu tố này là yếu tố thứ 8. Là khách hàng đang cân nhắc. Khách hàng đang cân nhắc giữa nhiều người bán khác nhau, đúng không ạ? Tức là khách hàng người ta đến với bạn không phải là người ta chỉ biết mỗi một mình bạn, mà người ta còn làm sao ạ? Người ta còn biết đến nhiều người khác nữa, đúng không ạ? Vậy làm thế nào để mà họ mua sản phẩm của bạn thay vì của người khác? Làm thế nào ạ? Làm thế nào để mua sản phẩm của bạn thay vì của người khác? Sự khác biệt duy nhất ở đây, đúng không ạ? Sự khác biệt duy nhất ở đây đó chính là gì? Đó chính là những cái ưu đãi khác nhau. Ưu đãi khác nhau. Sự khác biệt ở đây đó chính là cái tính cách người bán khác nhau. Rồi là sự khác biệt ở đây là cái sự hậu thuẫn, sự chăm sóc khách hàng là khác nhau. Vậy thì mình phải làm được các cái yếu tố kia đảm bảo hiệu quả thì khách hàng sẽ ở lại với mình. Tức là người ta sẽ từng nghe thấy là bạn bè người thân của họ đã từng được bạn chia sẻ về sản phẩm, đã từng được bạn hỗ trợ về cái sản phẩm đó. Người ta thấy hài lòng. Và khi mà bạn được giới thiệu thì bạn đã được yên tâm hơn phần nào, đúng không ạ? Đấy. Rồi là mình trong cái quá trình mà mình tư vấn khách hàng, mình sẽ phải thể hiện cho khách hàng thấy rằng là bản thân mình là khác biệt so với mọi người, mà chỉ có mua sản phẩm của mình sẽ có những cái ưu đãi này thay vì ở những chỗ khác. Vậy ưu đãi đây là gì ạ? Là những cái mà có thể nó sẽ không... Các bạn đừng nhầm lẫn giữa cái việc là ưu đãi về giá và ưu đãi về các cái yếu tố khác nhé. Tức là ưu đãi ở đây là cái sự hậu thuẫn, đúng không ạ? Hoặc là tất cả những cái gì mà mình có thể làm được. Ví dụ như là em có thể giúp chị, tư vấn chị, hỗ trợ chị, đúng không ạ? Để chị hiểu rõ hơn về da mặt của chị, để chị dùng cái sản phẩm này nó tốt hơn. Tức là những rất là nhiều những cái lý do mình sáng tạo và mình đưa ra để mình hỗ trợ cho khách hàng, đúng không ạ? Nếu mà tức là mình sẽ giúp cho khách hàng hiểu, thấu hiểu rằng là khi mà chị đến với em, chị mua sản phẩm của em không phải chỉ là người bán hàng đơn thuần, em không chỉ bán hàng cho chị xong là thôi, mà em còn sẽ giúp chị
tự tin hơn sau khi sử dụng sản phẩm. Với những kiến thức em có thể hỗ trợ chị có thêm được những cái động lực trong cái quá trình mà mình làm việc hiệu quả hơn, vân vân. Tức là các bạn sẽ phải là người có tầm hiểu biết nhiều hơn rất là nhiều. Đấy, tức là các bạn phải có những cái vốn có sẵn có về kiến thức để mà các bạn trao đi giá trị. Đấy là những cái giá trị mà mình có được nhiều hơn những người khác, thay vì người khác không có. Thì tức là chúng ta sẽ níu giữ chân khách hàng bằng những cái yếu tố đó. Đấy. Đến đây các bạn hiểu chưa? Yếu tố thứ 8 ạ. Các bạn hiểu yếu tố thứ 8 chưa? Các bạn thấy nội dung mà Hải Ninh chia sẻ hữu ích thì các bạn hãy comment ở phía dưới nhé. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn hãy comment ở phía dưới đi ạ. Để mình được biết và mình muốn là mình sẽ chia sẻ nhiều hơn để các bạn hiểu rõ những cái kiến thức này, để các bạn áp dụng và bán hàng hiệu quả hơn. Chứ còn vừa rồi mình trải nghiệm, mình thấy là nhiều bạn vẫn còn chưa biết cách bán hàng sao cho hiệu quả. Thế nên là cái việc mà các bạn bán được hàng nó sẽ không cao. Được chưa? Đấy là yếu tố thứ 8 đúng không ạ? Yếu tố thứ 8. Yếu tố thứ 9 là gì ạ? Yếu tố thứ 9 này là cái yếu tố mà liên quan về phần kinh tế, tức là về phần tài chính. Tức là khách hàng muốn mua nhưng mà chưa đủ tiền mua. Thế thì với những khách hàng này, mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ làm gì? Mình sẽ để họ, đúng không ạ? Để họ lại và sẽ chăm sóc họ mỗi ngày. Sẽ chăm sóc họ mỗi ngày để mà giúp cho họ, củng cố cho họ. Và khi họ có nhu cầu, họ đủ tài chính là họ sẽ mua của mình. Thay vì họ bị lạc trôi đi người khác, thay vì là trong cái quá trình mà họ lướt bảng tin, họ nhìn đi người khác, họ lại quên mình. Tức là mình phải giữ cái mối liên hệ, giữ cái mối liên lạc với họ. Đấy, giữ mối liên lạc với họ. Và thậm chí là họ có thể trở thành khách hàng lớn hơn của mình, đúng không? Thậm chí là họ có thể trở thành sỉ của mình, đúng không ạ? Đại lý của mình. Thì các bạn phải biết giữ chân khách hàng. Được chưa? Đấy là yếu tố thứ 9. Còn yếu tố thứ 10 này, thì yếu tố này các bạn đừng nên mắc phải. Đó là khi mà khách hàng muốn mua của bạn rồi, bạn nói chuyện với khách hàng rồi, bạn muốn mua, tức là khách hàng muốn mua sản phẩm của bạn rồi, thế nhưng mà họ lại không tìm ra bạn, đúng không ạ? Thì cái nỗi này là nằm ở cái việc là bạn không giữ chân khách hàng. Tức là bạn đã tư vấn khách hàng hiểu, khách hàng đồng ý và khách hàng quan tâm rồi, thế nhưng mà bạn lại không giữ mối liên hệ, quan hệ với khách hàng, không quan tâm hỏi thăm thường xuyên với khách hàng. Thì khi mà họ cần họ mua thì họ lại không biết liên hệ bạn ở đâu, đúng không ạ? Thế nên là trong cái phần giới thiệu tiểu sử ấy, là mình cũng đã có hướng dẫn là các bạn để tại sao lại phải để số điện thoại ở trên đó, đúng không ạ? Và tại sao cái tên của bạn nghe nó phải dễ hiểu, phải hay. Trong cái phần nội dung livestream trước mình cũng đã chia sẻ, chứ các bạn đặt một cái tên mà nó quá khó đọc thì người ta cũng không thể nào nhớ được, các bạn không thể nào nhớ được Facebook của bạn. Đấy, thì các bạn phải thay đổi cái này đi. Thế như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là 10 lý do mà khách hàng tại sao chưa mua hàng của bạn, đúng không ạ? 10 lý do mà khách hàng chưa mua của bạn. Thì các bạn phải hiểu rõ những cái lý do này để mà các bạn thấu hiểu và đồng cảm với khách hàng. Khi các bạn thấu hiểu và đồng cảm với khách hàng thì những cái lý do mà khách hàng gặp, đúng không ạ? Và mình biết được những cái lý do này để mình đưa ra cái giải pháp hiệu quả. Và trước sau gì thì họ cũng sẽ là khách hàng của mình. Và cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn là rút ngắn được cái thời gian mua hàng khách hàng. Thay vì sau khi tư vấn 3-4-5 ngày mới khách hàng mới mua, thì mình có thể rút ngắn thời gian người ta mua sớm hơn, có thể là ngay sau khi mình tư vấn, đúng không ạ? Hoặc là có thể một ngày sau họ đủ tiền, họ chuyển khoản luôn cho mình. Thì đấy là những cái lý do mà các bạn cần phải nhớ để mà chúng ta đưa ra cái giải pháp để bán hàng hiệu quả hơn. Được chưa ạ? Thế nên là khi mà chúng ta là người bán hàng thì chúng ta sẽ phải thấu hiểu về cái tâm lý của khách hàng và ứng xử trên cái tâm lý đó, là những cái giải pháp nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Xin chào Đặng Xuân. Thì các bạn đến đây, các bạn đã hiểu rõ về 10 lý do chưa? Còn bạn nào mà có câu hỏi hay là có vướng mắc gì trong cái quá trình mà muốn tư vấn khách hàng ấy, thì các bạn hãy comment ở phía dưới đây. Ngày hôm nay Hải Ninh đã chia sẻ với các bạn 10 lý do rồi. Và 10 lý do này giúp cho các bạn là sẽ bán hàng hiệu quả hơn.
Vì khi đó các bạn đã hiểu và đồng cảm với khách hàng rồi thì cái việc bán hàng của bạn trên Facebook nó sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất là nhiều. Đúng ạ? Sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vì các bạn đã hiểu khách hàng rồi, đúng ạ? Những cái lý do mà khách hàng từ chối, đúng không? Hoặc là chưa mua sản phẩm của bạn thì các bạn đã hiểu. Các bạn cần phải thúc đẩy khách hàng. Các bạn đưa ra những cái giải pháp để đạt được cái hiệu quả cao rồi, đúng không? Đấy. Thế thì ngày hôm nay sau khi xem xong livestream này, các bạn hãy xem lại lần nữa, đúng không ạ? Có thể chia sẻ vào các hội nhóm để mà giúp cho những người bán khác họ bán hàng hiệu quả hơn. Thì bản thân những người bán khác họ bán hàng hiệu quả thì họ cũng sẽ có tài chính, đúng không ạ? Thì họ cũng sẽ là những khách hàng rất tiềm năng của chúng ta. Các bạn rất là sai lầm khi mà các bạn không chia sẻ livestream, đúng không ạ? Vì chia sẻ livestream này là các bạn đang nâng khách hàng lên, đúng không ạ? Để họ có thêm nguồn thu nhập và họ là khách hàng của mình. Đấy, chúng ta phải yêu thương nhau thì cộng đồng chúng ta mới phát triển. Nhờ bạn là các bạn xem livestream, các bạn học hỏi được những điều hay, nhưng các bạn không chịu chia sẻ. Khi mà các bạn chia sẻ livestream này, cái người khách hàng tiềm năng của các bạn thấy những cái giá trị chia sẻ hữu ích này, thậm chí là họ lại quay ra họ lại là mua hàng cho các bạn. Đấy, các bạn phải hiểu rõ những cái điều này. Được chưa? Chúng ta chia sẻ vào trong các cái hội nhóm để mà nâng được cái giá trị của những người bán hàng, cũng như là họ chính là khách hàng tiềm năng của mình. Thế thì sau buổi livestream này, có bạn nào muốn hỏi thêm, Hải Ninh sẽ hỗ trợ và giải đáp trực tiếp cho các bạn luôn. Còn nếu không thì khoảng 5 phút nữa mình sẽ kết thúc livestream này. Cảm ơn anh Tiến. Các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Hãy comment cái nội dung câu hỏi mà các bạn muốn hỏi. Còn nếu không thì mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Như vậy thì nếu không còn câu hỏi gì nữa thì mình sẽ kết thúc livestream ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem livestream này. Hãy chia sẻ livestream này vào các hội nhóm để các bạn một phần sẽ giúp cho các bạn tăng tương tác lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo. Cảm ơn các bạn.